Casper Việt Nam ạ. Bản thân như mình đây chẳng hạn, cùng với gia đình, các cái bạn bè chẳng hạn, mình đều sử dụng cái sản phẩm của Casper. Ví dụ như là điều hòa nhà mình đang dùng ở nhà là mình đang dùng Casper, và máy giặt, tủ lạnh, tất cả những cái gì mà Casper sản xuất ra là mình đều sử dụng và mình thấy rất là hợp lý. Đặc biệt là lại rất là tiết kiệm điện. Ví dụ nhà mình cũng đi lắp cho khách hàng thì khách hàng người ta lắp những cái sản phẩm khác, người ta phản hồi lại với mình là mình lắp Casper là cảm thấy tiết kiệm điện hơn rất là nhiều. Bởi vì mình thực tế mình là người đã sử dụng, mình cũng đã phân phối và thực hiện cái thao tác kỹ thuật lắp đặt cho cái sản phẩm của Casper mình, và thực tế là nó có rất là nhiều những cái ưu điểm vượt trội hơn các hãng khác, đặc biệt là về cái phân khúc, về thị trường và giá cả, mà sẽ mang được đến cho nhiều khách hàng sử dụng đến cái sản phẩm của Casper được nhiều hơn. Cách đây 8 năm khi Casper đưa sản phẩm điều hòa vào thị trường Việt Nam thì ngay từ đầu chúng tôi nhận thấy đây là một sản phẩm mang tính yếu tố kỹ thuật. Để mà sản phẩm tới tay người tiêu dùng thì thông qua cái khâu lắp đặt, và để lắp đặt một cái sản phẩm lên và người tiêu dùng sử dụng tốt nhất thì thông qua các bạn kỹ thuật viên. Chính vì vậy ngay từ đầu Casper đã cùng với các hoạt động của mình mang tới các cái bạn kỹ thuật viên những cái chương trình, những cái trải nghiệm để mà đưa cái sản phẩm của Casper tới người tiêu dùng tốt nhất. Đặc biệt là trong những năm gần đây thì sau khi qua các cái mùa các bạn kỹ thuật viên đã vất vả thì Casper tạo ra những cái sân chơi như ngày hôm nay để mà họ có những cái lúc được giải tỏa và được chia sẻ, kết nối với nhau, trao đổi kinh nghiệm với nhau. Và cũng qua đây thì Casper có thể chia sẻ những cái định hướng của mình, những cái lợi ích của sản phẩm Casper tới người tiêu dùng, để khi mà các bạn kỹ thuật viên tới nhà người tiêu dùng lắp đặt và các bạn truyền tải lại những cái đặc tính của sản phẩm của Casper đối với là người tiêu dùng.